Dạ vâng, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại em đang có mặt ở một cái quán cơm từ thiện. À, như mọi người có thấy không ạ? Cơm chay từ thiện Sen Tâm. Thì hôm nay em có mặt ở đây muốn chia sẻ cho mọi người về một cái câu chuyện mà ở đây cái quán cơm này ấy là hoàn toàn miễn phí cho những người nghèo và những em sinh viên mà có hoàn cảnh khó khăn. Một cái điều đặc biệt hơn nữa mà em muốn chia sẻ cho mọi người ấy, đó chính là ở đây sư thầy đã phải đi vay tiền, vay tiền lãi nha mọi người nhé, để mở ra cái quán cơm này. Đó, nó là một cái điều rất là đặc biệt. Bình thường thì người ta rất là sợ mà đi vay tiền, vay mượn tiền, mượn bạc để đi về để đi làm một cái việc gì đó, đúng không ạ? Nhưng đây đi mượn tiền lãi mà lại về để mở quán cơm phục vụ những cái người nghèo. Thì bây giờ em xin phép là sẽ vào đây để hỏi thầy cũng như là để xem thầy chia sẻ gì về cái vấn đề này nha mọi người nhé. Xin mời mọi người cùng theo dõi với em ạ. À, thầy có thể là chia sẻ cái quá trình mình hình thành được cái quán cơm chay để cho mà sinh viên ở đây được không thầy? Dạ, mong Phật thầy. Dạ. Thầy xin chào quý vị đang xem chương trình này. Thì thầy xin thưa với mọi người, thì thật sự mà nói thì cái việc mở quán cơm chay thì cũng là một cái duyên lành mà trong cuộc đời của thầy, trong thời gian tu tập của thầy. Thì chứ thầy cũng không có nghĩ rằng là mình sẽ làm cái điều này. Vì khi cái người mà xuất gia tu hành phạm hạnh á, là cứ phải nương vào cửa Phật ở chùa và tu tập trong chùa. Còn cái việc mở quán cơm chay hay làm những cái điều mà từ thiện để phục vụ cho tất cả mọi người thì hầu hết cái điều đó chỉ dành cho Phật tử tại gia là chủ yếu. Đó chính là cái quá trình tu phước. Còn cái tu ở người tu mà xuất gia thì phải ở chùa là phước huệ song tu. Là có nghĩa là phải tụng kinh niệm Phật, nghiên cứu giáo lý và hành trì theo lời Phật dạy. Và phải tu học trên con đường phát triển về Phật học. Chính bản thân thầy cũng là người xuất gia, thì cho nên cũng cảm nhận được điều đó và cũng biết được như vậy. Nhưng mà trong cuộc sống á, thì mỗi người có một cái duyên. Nhiều lúc có mình muốn mà không được, mà nhiều lúc á, mà mình không muốn thì lại đến với mình. Nó cho nên cái đó là tất cả đều là do duyên. Thì hôm nay thì cũng có duyên lành thăm hỏi cũng như là muốn thầy chia sẻ về câu chuyện vì sao thầy mở quán cơm chay và thầy vay tiền để mở quán cơm chay như thế nào. Thì một lần nữa thì thầy nghĩ rằng tất cả mọi người đã nghe qua câu chuyện này rồi, nhưng mà thầy cũng xin kể lại tóm tắt là khi mà khởi cái tâm lên mở quán cơm chay thì hoàn toàn thầy chỉ nghĩ rằng là thầy muốn giúp đỡ mọi người. Vì là cái người thế tục á, là cư sĩ tại gia mà họ còn làm được những cái mà bản thân thầy không làm được, thì cho nên đó thầy cảm thấy rất là hổ thẹn. Mình cảm thấy mình suy nghĩ rằng là tại sao có cái thời cuộc bây giờ á, thì cái xã hội càng phát triển, tuy rằng cái đời sống vật chất á, thì nó phát triển nhiều và đời sống tâm linh cũng vậy, nhưng mà còn cái người khổ á, thì đâu đâu cũng có, chứ không phải là đã hết những người khổ sở về vật chất lẫn tinh thần. Thì chính vì cái lý do đó mà thầy khởi tâm lên là thầy muốn mở một quán cơm chay không đồng, mở một quán cơm chay từ thiện. Thì khi mà thầy khởi tâm lên như vậy á, thì được biết thông tin từ một cô Phật tử cũng là người đang kinh doanh một cái quán chay 15.000 tại phường Bình Chiểu gần chợ nông sản
Thủ Đức. Thì cô thấy thầy có tâm sự vài dòng sa tút là muốn mở quán cơm chay để giúp đỡ mọi người. Thì cô liền gọi trực tiếp cho thầy, thì nói là con muốn sang quán cơm chay, thầy có sang không? Và hiện tại bây giờ là con, người ta kêu giá là 70 triệu, thầy sang thì con không sang cho người ta mà con sẽ sang cho thầy. Thì cho nên lúc đó thầy suy nghĩ rằng, cô ơi, thật ra thì cái khởi tâm là khởi tâm muốn làm, nhưng mà lực bất tòng tâm là không có điều kiện kinh tế, thì cho nên là 7 triệu thầy còn không có, huống gì là 70 triệu. Thì cô mới nói xác định lại, cô nói bây giờ thầy cứ dứt khoát, có nghĩa là bây giờ thầy có thể có được bao nhiêu để con biết, có thể là con sẽ sang lại cho thầy, vừa sang vừa cúng dường cho thầy để thầy giúp đỡ mọi người. Thì khi đó thầy mới nói thật với cô, nếu mà thầy cái sự quen biết cũng như là của thầy á, thì có thể là thầy chỉ vay mượn thôi đó. Thì sau đó thì cô nói thầy vay mượn được bao nhiêu, thì thầy suy nghĩ thầy cứ trả lời đại là nó là 30 triệu. Thì xong rồi á, thì cô nói rồi vậy con sang cái quán cơm lại cho thầy toàn bộ trang thiết bị, con chỉ cầm 30 triệu về Tiền Giang thôi chứ con không lấy bất cứ một cái gì. Thì lúc đó cho nên là thầy quyết định là hẹn với cô, là nói chuyện với cô ngày thứ bảy, hẹn với cô thứ hai tuần sau là sẽ gặp mặt. Thì thầy từ ở dưới Kiên Giang, có nghĩa là thầy đang đi công việc ở dưới, thì lúc đó thầy cũng đang chuẩn bị tham dự một cái lớp học giảng sư đó. Khi đã đậu đầu vào rồi thì thầy mới đi về dưới có công việc. Thì xong thì khi nghe cô nói như vậy, thứ hai thầy tranh thủ thầy lên. Thì khi mà thầy lên thì đến cái quán cô để khảo sát tình hình, thì đúng như lời cô nói là trang thiết bị đầy đủ, không thiếu một cái gì hết. Mà mình nghĩ bây giờ nếu mà để đầu tư một cái quán cơm chay, nếu một cái người nào khởi tâm muốn mở quán cơm chay thì không thể nào là dưới 30 triệu hoặc là 30 triệu. Thì vì vậy mà thầy quyết định thầy đồng ý. Đồng ý sau đó thì thầy mới nói với cô là thưa cô, thầy đồng ý sang quán. Nhưng mà cô có thể là khoảng 1 tuần hay 10 ngày nữa thì thầy sẽ lên gặp cô và thầy chuyển đồ. Cô nói dạ đúng rồi thầy, tại vì sắp tới đây thì con mới là bị giải tỏa mặt bằng. Thì cái ngày đó thầy cũng sắp xếp lên để chuyển đồ đi. Đó, thì xong thầy mới đến hỏi có cần đặt cọc gì không. Thì lúc đó cô mới nói là thầy tùy tâm, thầy đặt cọc 2-3 triệu gì làm tin. Đó, thì xong thầy mới nói dạ thì thôi giờ thầy gửi cô 3 triệu để mà có cái lòng tin. Rồi sau đó thì thầy sẽ về sắp xếp. Thì xong cuối cùng là thầy về thầy vay tín dụng. Đó là 30 triệu đó, vay tín dụng mà bên ngân hàng. Thầy chỉ biết nghe nói như vậy rồi người ta gọi điện người ta, giống như mà người ta không biết mình là người tu á, thì người ta gọi điện người ta hỏi mình có vay không. Đó, thì xong thầy nói cũng đang cần. Đó, thì xong rồi người ta hướng dẫn làm hồ sơ. Thì hiện tại bây giờ trên cộng đồng mạng có một số người hỏi á, là tu sĩ thì chứng minh đâu được nguồn thu nhập mà vay, mà vay tín dụng nữa, thì như vậy có phải là láo không? Đó, nói sai sự thật. Nhưng mà xin thưa là thật ra thì thầy xuất gia nhưng mà cái hộ khẩu thầy vẫn còn ở gia đình. Và gia đình của thầy là cũng có một cái cơ sở in ấn thiệp cưới nhỏ. Đó, thì thầy căn cứ trên cái việc đó mà thầy vay được. Thì thầy làm hồ sơ thầy cũng nói là cái ở nhà có một cái cơ sở in ấn thiệp cưới đó, nhỏ nhỏ, thì người ta đồng ý. Thì cuối cùng thầy vay 30 triệu thì thầy sang được quán cơm. Và từ cái quán cơm ở bên Bình Chiểu đó thì thầy mới nhờ người chuyển sang đây. Thì thầy cũng nhân tiện đây thầy cũng gửi lời tri ân đến mà công ty vận tải của anh Hiếu, là anh đã vận chuyển 4 chuyến xe từ ở bên chợ Bình Chiểu đó về đây giúp thầy miễn phí. Thì khi chuyển về đây thì lúc mà thật sự chưa có mặt bằng á, thì thầy khó khăn lo trong cái vấn đề tìm mặt bằng. Thì thầy đi tìm từ Phạm Văn Đồng rồi sang Võ Văn Ngân, rồi Kha Bạc Cân rồi Lê Văn Việt. Thì cuối cùng á thì không có, tại vì mặt bằng chỗ nào cũng là 15-20 triệu hết á. Mà cái tâm nguyện của thầy thì thầy muốn mở một cái chỗ nào nó đông dân cư và nhất là sinh viên sinh sống, tại vì cái đó là cái giới trẻ, thì là trường học của đất nước sau này. Và có
có rất là nhiều bạn ở tất cả các tỉnh thành về cái trường đại học đó sinh sống cũng như là học tập. Thì thầy mới tìm không được thì thầy mới quay về chùa. Thì thầy suy nghĩ rằng là thầy đã thất vọng. Nhưng cuối cùng á là thầy lại có một cái điềm báo với thầy. Có nghĩa là giống như có một cái gì đó là nhắc nhở thầy là hãy đi ra và bắt xe số 8 á, đi qua làng Đại học Quốc gia đi. Tại vì làng Đại học Quốc gia là nơi đó là rất là nhiều sinh viên sinh sống. Thì thầy chỉ biết như vậy chứ thật ra là thầy cũng chưa bao giờ đến làng Đại học Quốc gia. Thì thầy ở Hà Nội đã 3 năm rồi thì mới về trong Sài Gòn cho nên là thầy đâu có biết ở đây. Rồi xong rồi thầy mới đi xe số 8 đó, thầy đi qua đây rồi tìm mặt bằng. Thì cuối cùng á là thầy bước xuống xe buýt ngay cái bến xe buýt phía ngoài này nè. Đó thì lúc đó thấy cái bảng gọi là cho thuê nhà nguyên căn ngay cái cổng trường Nhân Văn á. Thì thầy mới điện trực tiếp cho anh Bình là chủ nhà. Thì xong anh Bình anh mới nói rằng là em thuê ở hả? Nó dạ không, thầy là sư thầy, thầy muốn thuê để mở quán cơm chay từ thiện. Thì xong cái anh mới đón tiếp thầy và anh nói thôi, con cho người ta thuê điện nước luôn 4,5 triệu, bây giờ con cho thầy thuê 2 triệu thôi. Thì xong cuối cùng á thì là cái mặt bằng bên ngoài, cái mặt bằng bên ngoài á, chứ không phải ở đây. Thì sau đó bắt đầu là thầy mới đồng ý, nói thôi giờ 2 triệu thì tốt quá. Thì cái mặt bằng đó nó nhỏ, chỉ bằng phân nửa cái mặt bằng này thôi. Thì cái xong thầy mới đi, thì hôm sau thầy mới chuyển đồ tới. Thầy chuyển toàn bộ tất cả mọi thứ tới. Thì không có chỗ, giống như mình chỉ để cái trang thiết bị là đã hết chỗ rồi. Thì cái mình mới suy nghĩ thôi bây giờ tạm thời cứ để đó, giống như gửi đi. Gửi, ha, mình thuê một tháng cũng được, mình gửi đồ ở đó chứ bây giờ không có chỗ để. Thì xong cuối cùng thầy mới đi về. Thì xong cái qua ngày hôm sau anh Bình mới điện cho thầy. Anh Bình nói là phía sau nhà con có cái kho rộng hơn, có thể gấp đôi cái phòng thầy mới thuê. Mà lại là nó ở ngoài cách mặt đường đó, nó vô một cái con đường nhỏ đó, là tầm khoảng 30 mét thôi. Thì thầy cứ đến xem đi, coi được không. Thì xong thầy mới thấy như vậy thì tất tốc thầy liền tranh thủ thì qua. Thì qua thì anh Bình anh dẫn ở bên lối bên kia đi qua đây thì có cái cửa như chỗ đó, đi vào rồi kiểm tra xem để khảo sát cái mặt bằng. Thì thấy cái mặt bằng á là một cái kho tạm bợ, ton thì là ton cũ dột nát và vách này cũng vách ton dột nát hết. Thì cho nên là giống như là nó bị reset rồi, không có cái gác xếp. Thì thầy mới nói chết rồi, nếu mà thuê cái mặt bằng này thì kinh phí đâu để mình sửa sang. Mà bây giờ nếu mặt bằng bên ngoài đó thì chật hẹp quá, mà ở đây ảnh cũng cho mình 2 triệu. Thì thay vì bây giờ mình chịu khó mình kêu gọi mình đầu tư. Thì cuối cùng cái xong cái thầy mới nói thôi bây giờ anh thương thì thương cho trót. Anh đã giúp thầy cho thầy rồi, anh đóng trần la phong đóng vách lại cho thầy. Thì lúc đó anh Bình nói dạ rồi để con làm cho. Thì xong cuối cùng là anh Bình làm. Anh làm thì xong cái phần thô ở bên trên hết rồi. Thì cái phần nền, thì cái phần nền thầy mới nói bây giờ á, nếu mà trường hợp quán cơm mà để cái nền nó lởm chởm và đất như thế này á thì nó bẩn thỉu lắm, nó không được sạch sẽ. Thì thầy mới phát nguyện, thì mới nói á, là bây giờ chắc phải lót gạch. Thì đúng cái nhân duyên đó, khi thầy khởi cái tâm lên thì lại hộ pháp dẫn dắt một cái người ở Nhân Trạch Đồng Nai á, là một cái anh đó, thì gọi là anh Bảo, anh cũng tầm khoảng 38 tuổi đó. Thì xong cái ảnh tìm tới thầy, cái thầy cũng không quen biết gì hết á. Thì tìm tới thầy xong cái anh mới nói thôi bây giờ thầy ơi, con nghĩ là thầy nên lót gạch đi, vậy để con kêu gọi tiền gạch. Thì xong cuối cùng là anh Bảo kêu gọi tiền gạch là gần 8 triệu. Rồi cái anh Bình á, chủ nhà nói thôi bây giờ tiền gạch có người lo rồi thì con sẽ lo tiền công thợ lát lát nền cho. Thì cuối cùng là anh chủ nhà chịu 6 triệu tiền lát nền nữa. Thì cuối cùng cái mặt bằng nó mới được như ngày hôm nay. Rồi thầy lại đặt bảng hiệu, rồi trang trí một số hình ảnh đó, thì là bắt đầu hoạt động. Thì thầy khai trương vào ngày mùng 4 tháng 9 Tây lịch, và tức là ngày 18 tháng 8 âm lịch. Thì đến nay cũng gần 4 tháng.
À, thầy cho con hỏi thêm cái số tiền mình vay á, bây giờ thầy đã trả hết chưa hả thầy ha? Dạ thì hôm trước thầy vay á, dạ, thì là 20 tháng hàng tháng, 20 tây hàng tháng á, là đóng 2.105.000. 2 triệu, dạ. Mà đóng 24 tháng. Thì dạ, bây giờ từ hôm vay tới giờ là mới đóng được có 3 tháng thôi. Dạ. Thì bây giờ là 20 tây này sắp tới là phải đóng tháng thứ tư. Dạ. Đó. Thì như vậy thì cho nên là quy ra thì có thể gần 50 triệu hơn 50 triệu. Dạ, dạ. Thì thầy suy nghĩ thì thôi bây giờ giống như cái duyên nó như vậy rồi thì thay vì mình bỏ ra một số tiền 100 hay là 150 triệu để mình mua sắm một cái trang thiết bị để mở quán, mà bây giờ mình lại chỉ vay có 30 triệu mà được cái quán, thì thật sự cái đó cũng là một cái nhân duyên rất là tốt. À, thầy bây giờ những cái thực phẩm á thầy, tại vì ở đây mình bán là hình như là không đồng không thầy? Dạ đúng rồi. Con không đồng tùy tâm. Dạ, không đồng tùy tâm. Dạ. Nhưng mà con nghĩ cái số tiền mình nó sẽ không cái chi ra nó sẽ không có bù được. Dạ. Cho nên những cái khoản đó thì mình phải làm sao thầy ha? Những cái khoản thưa anh là thầy thì thật ra thì thầy cũng có sống ở Hà Nội 3 năm. Dạ. Và thầy sinh hoạt ở ngoài đó một cái ngôi chùa làng. Dạ. Thì lúc mà thầy về á, thì về ở ngoài đó, yeah, là năm 2018 là Tết 2018. Yeah. Thì thầy về đó thầy gieo duyên, thì thầy ở đó và sinh sống ở đó 3 năm thì cũng có quen biết một số Phật tử ở ngoài đó. Thì chính những Phật tử ngoài đó và một số Phật tử ở Sài Gòn quen biết, với có một số lại không quen biết nữa, thì họ cũng thấy thầy mở quán cơm chay và thầy kêu gọi như vậy, thì họ trợ duyên giúp đỡ thầy trong những tháng qua. Yeah. Đó. Thì hiện tại thì thầy cũng với phần là thầy cũng có khi một tháng hai tháng thầy lại về Hà Nội một lần là thầy mặc tổ chức những cái khóa lễ ngoài đó. Dạ. Để gieo duyên với Phật tử, và cũng một mặt là gieo duyên với Phật tử, hướng dẫn Phật tử tu tập, một mặt là cũng là lên tiếng để kêu gọi Phật tử để Phật tử đóng góp vào giúp đỡ cho quán cơm chay. Dạ. Dạ. Con thưa thầy, thầy có thể cho con biết là ví dụ như thầy, con nghe nói thầy cũng đang học bên tiến sĩ Phật học đúng không thầy? Là giảng sư. Dạ, cái đó là sư, chắc là do cái mọi người hiểu lầm. Chứ thầy chỉ là mới tốt nghiệp trung cấp Phật học. À dạ. Mà thầy tốt nghiệp năm 2015. À. Dạ. À, tại vì thầy, con tưởng là thầy cũng như đang muốn tiếp tục để dạ con, đúng. Dạ. Dạ. Có nghĩa là thầy á là tốt nghiệp trung cấp Phật học năm 2015. Yeah. Rồi sau đó thì sư phụ thầy cũng có muốn thầy đi học thêm. Yeah. Nhưng mà cái nhân duyên của thầy là cái việc học của thầy nó hay bị dang dở. À, thì cho nên là muốn đi học nhưng mà lại không có cái điều kiện để đi học. Thì cho nên á, khi mà thầy vừa rồi thầy cũng tháng 4 âm lịch thầy có thi đậu vào trường trung cấp giảng sư tại chùa Hòa Khánh, quận Bình Thạnh. Thì thầy học được khoảng một tháng thì lại có nhân viên mở quán. Thì lúc đó thì thầy trăn trở dữ lắm. Trăn trở có nghĩa là bây giờ một là giữ quán, hai là bỏ học. Đó, thầy cũng chia sẻ rồi cái vấn đề đó. Bây giờ là bây giờ nếu mình đi học á thì 4 năm mình sẽ trở thành một vị giảng sư. Và sau đó mình có thể học lên cao cấp giảng sư nữa. Đó, nhưng mà cái con đường đó thầy thấy nó dài quá. Và thêm cái nữa là thầy nghĩ rằng là cái đó nó thiên về bản thân nhiều hơn. Thì sau đó thầy mới nói thôi bây giờ hiện tại quán cơm mình mở ra là giúp đỡ được thế hệ trẻ, 90% là thế hệ trẻ sinh viên.